nhẹ thôi nha con. Anh cho em thêm một tuần nữa là em biết anh đang cho em thêm một cơ hội, nhưng mà cái mẹ nắm tay em đi, nắm tay em đi, không không tay em, không tay em, nhẹ thôi nha, thương em ha, thương em, giúp má em đi con, giúp má em, giúp má nhẹ nhẹ thôi. Ồ, mẹ nó đi, mẹ đừng thương em, mẹ thương em, mẹ con này đi. Ờ, chỉ cho em coi con rùa đi, chỉ cho em coi con rùa. Em đang nói chuyện với con kìa, em đang nói chuyện với sinh mềm kìa. Con nhạc, con chết thành nha. Ok, mà ẩm nha. Vậy thôi. Không, 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 miệng, không, không, miệng, không, không, miệng. Má. Đừng có đè bụng em nha con đâu nha. Ba bạn, con này sẽ được vào một bàn điện thoại ha, thì đó là cái luật chơi. Cho chị có một đôi lời. Từ lúc chiều thì có một người bạn ở quê cũng nói chuyện với nhau, cũng không thì tôi cũng có nói một câu rằng dù hôm nay hay hay dở thì gần sẽ nói một câu là gần sẽ dừng bước. Ông em, các ông em. Âm nhẹ thôi, em đau. Dù rằng rất hàm những cái tình hình hài hước này rất